Ui, một con cá tội. Ui. Wow, con cá to chưa này. Ui. Các bạn ơi, hôm nay mình cùng mang cái xô này đi bắt cá nha các bạn nhá. Wow, ui, trời ơi. Ui đây này. Ui, bắt được một bể cá to chưa này. Wow, ui thì mình bắt xem nào. Wow, có những con cá to chưa này. Ui, mình để cái xô đây nhá. Ui, thì sao nào. Wow, một con rùa này. Ui, một con rùa biển. Đó. Wow, ui, một con ốc này. Một con ốc mượn hồn này các bạn ơi. Wow, to chưa. Đó, rồi bỏ bên đây. Ui, ui đây này. Ui, đây, đây. Ui, một con cá to. Ui. Ui. Wow, con cá to chưa này. Ui. Wow, mình bắt con cá này nhá. Wow, cá to chưa. Ui, cho vào xô này. Wow. Ui, đây nữa này. Wow, một con cá heo hồng này các bạn ơi. Đó, đây là một con cá heo hồng này, cái đuôi của chúng này. Wow, nó còn vẫy được đuôi này. Đó. Đây, nhìn đây này, đó. Wow, trò đây. Ôi, đây nữa này. Ôi, đi xem nào. Ui, 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 đây con cá gì đây này. Ui, con cá gì đây. Ui, ui, nó rớt rồi. À, con cá gì đây các bạn ơi. À, một con cá hùng vĩ này. Wow, nhìn đây này. Ê, trò đây nhá. Wow, ôi, đây là một con tôm hùm này các bạn ơi. Wow, một cú tôm hùm này. Đó, trò đây. Wow, để mình bắt xem nào. Ui, đây có như cá con quá này. Wow, ui, đây này, cá con này. Đó. Wow, ui, đây là con cá chép vàng này. Wow, đẹp chưa này. À, đây này, đây này, đây này. Ui, đây con cá chép nữa này. Đó, đẹp chưa. Wow, đây là con cá chép vàng này. Ui, 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 ui. Wow, đẹp chưa này. Cho vào xô này. Wow, để xem nào. Ui, đây nữa này. Ui, 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 được rồi. Wow, bắt được rồi. Wow. Mình bị hắt xì hơi rồi các bạn ơi. Trời hôm nay ốm quá, mình bắt tiếp nhá. Wow. Ui, đây nữa này. À, được con cá chép vàng rồi. Đó, thế là ở trong này mình bắt hết rồi này. Wow, đây này. Bắt được một đống đây này các bạn ơi. Ui, nó quẫy này. Wow, ôi, trong này này, bao nhiêu cá này các bạn ơi. Mình cũng đi tiếp nhá. Đây, đi thôi, đi thôi, đi thôi. Ui, đây. Ở dưới cái đống này này. Ui, nhiều cá chưa này. Đây có con cá này nữa này. Con cá này là con cá chép vàng đấy, con cá tổ đấy. Ui, đây là con cua này. Con cua này, con cua hàng đế này các bạn ơi. Ui, cái càng của nó như con chim này. Wow, đẹp chưa này. Wow, các bạn ơi. Đây là con rắn hổ chúa này các bạn ơi. Con rắn hổ chúa cái mồm của chúng to bự chà bá luôn này các bạn ơi. Wow, to chưa. Đấy. Wow, để mình lội xuống thế này mình bắt cá nhá. Ui, trời ơi, bắt được một con rồi này. Wow, một con cá này. Cho vào đây. Ui, con cá nữa này. Con cá này, con cá ngừ đại dương này các bạn ơi. To chưa này. Wow, ui. Đây là một cái trò chơi sập bánh răng cá sấu này các bạn ơi. Ui ấy, nó sập rồi này, nó sập cánh tay rồi này các bạn ơi. Đó, ui đây nữa này. Wow, đây. Ui, bắt được con cá này nữa này. Wow, nhiều chưa này. Ui đây nữa này. Ui, đây con cá này nữa này. Ui nhìn này. Đấy, đây này. Wow, đây này, to chưa. Ui, wow, để xem nào. Ui, đây nữa này. Wow, đây là một con cua biển đấy. Con cua biển nó sống ở dưới sông đấy các bạn ơi. Đó, con cua biển sống ở dưới sông này. Đây là một con cá sấu này. Con cá sấu này nó nhiều răng lắm này các bạn ơi. Wow, được chưa này. Đẹp chưa, đẹp chưa. Đấy. Wow, đây là một con lợn này. Con lợn này là con lợn ỉn đấy. Con lợn rừng đấy các bạn ơi. Con lợn này nó to lắm. Ui, to chưa. Ui, đây có con cá này. Ui, nó nấp ở trong cái bụi này này. Để mình xem nào. Đấy, đây này. Ui, bắt được một con rồi. Bắt được hai con này. Ui, nó trượt. Ui, nó chạy nhanh quá này. Ui, wow, bắt được hai con. Ui, bắt được một con rồi. Đấy, ui ơi, nó rớt rồi. Ui, wow, bắt được rồi. Trò lên đây. Đó. Ui, nhìn đây này, đấy.
Đây đây còn nữa này. Wow, đẹp chưa? Wow, một con cua này. Ấy, một con cua biển này các bạn ơi. Wow, một chú cua biển. Wow, một con gì đây? Ui, một con tôm hùm này các bạn ơi. Tôm hùm to chưa? Wow. Ơi mình mò cá cho này. Ui, trong này còn nhiều cá lắm này. Ở đây một con nữa này. Ừ, đây một con này. Ui, hai con. Ô, đây là một con này. Ui thôi. Ui, chỉ rớt rồi, đây này. Ui, ui. Một con. Ui, đây còn hai con nữa này. Ui, còn nhiều lắm. Ui. Wow, một con nữa này. Wow, dưới hồ này nhiều cá chưa? Ui, đây một con nữa này. Ui, đẹp chưa này? Wow, mình lại mò cá tiếp thôi. Ui. Oh, đây này. Ui, hơi rớt rồi. Wow, này, bắt được rồi này. Ô, đây là một cái gì đây? Wow, đây là một ngôi nhà này to chưa? Ui. Để mình mò xem có con cá nào không nhá. Ui, hết rồi. Wow. Đây là một con rùa này. À, một con rùa này các bạn ơi. Ui, đây một rổ thôi này. À, một rổ này cá này. Ui, ở trong này nhiều cá lắm. Thôi, mình đi tiếp nhá. Wow, đi thôi, đi thôi. Rồi, đi thôi. Ui, ở trong này có một cái thùng gì thế này. Ui, để mình móc xem nào, trong này có cái gì nhá. Ui, xem nào. Ui, ui, nó cắn này. Ui, trong này có con gì nó cắn đấy các bạn ơi. Ui, xem nào. Ui, con gì to lắm. Wow, à, đây là một con rùa. Ui, một chú rùa này. Wow, chú rùa xinh chưa. Đây, một chú rùa cho ở đây luôn. Ui, xem nào. Ui, ui, con gì trong này. Các bạn ơi, con gì trong này này. Wow, một con cá sấu này. Một con cá sấu to chưa này. Đó, con cá sấu này. Wow, cho vào đây luôn. Đó, rồi. Tiếp theo thôi. Wow, đi thôi, đi thôi. Ui, wow, phát hiện ra này. Wow, có những cái gì đây này. Wow, ui, có những con bò này. Wow, con bò sữa này các bạn ơi. Ui, một con bò sữa này. Wow, nó biết đi này. Ui, à, một con bò sữa cho đây luôn. Wow, ui, ở trong này nữa này. Ui, có một con cá. Ui, con vịt này. Wow, một con vịt to này. À, to vịt to chưa. Ấy, nó chạy được này. Ui, nó chạy được này. Ấy, cho đây luôn. Wow, đây là một con cua này. Con cua to chưa này. Wow, con cua biết chạy này. Ấy, cho đây luôn này. Ui, đây là con bạch tuộc này. Wow, bạch tuộc này. Đó. Con heo đất này các bạn ơi. Wow, con heo đất này. Ui, to chưa. Ấy, cho đây luôn.